Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Thượng Hải, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Một buổi tối lạnh, cả 10 tuyển thủ run rẩy bước lên sân khấu. Bởi lẽ trước mắt họ là chiếc cúp vô địch danh giá, thứ từng được những tượng đài như Faker, The Shy nâng cao trong quá khứ. Và cũng chính 10 con người đó chỉ còn cách bước ngoặt của cuộc đời mình đúng một trận đấu cuối cùng, trận chung kết của chung kết thế giới 2020. Họ còn rung lên về sự phấn khích của những người đang đón nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả tại nhà thi đấu Thượng Hải. Dù không quá đông, nhưng cũng đủ để lấp đầy không gian với sự cuồng nhiệt của mình. Sunning, Sunning, Sunning. Có lẽ đó chính là những lời động viên không biết mệt mỏi của cổ động viên ngay lúc đó. Phần muốn tạo áp lực tâm lý lên những người hàng trước đại chiến, nhưng quan trọng vẫn là tiếp thêm sự tự tin, cũng như thể hiện sự tin tưởng của mình với đại diện LPL. Trong đó, người được dành tình cảm nhiều nhất có lẽ là Hoàng Phan. Wow, có người mở sân khấu tử thần, mà từ đâu thế? Cái gì? Jin, cậu ta sử dụng chiêu cuối ngay trong nhà đối phương. Có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp Hoàng Phan nhận được lời tán dương đến từ phía người hâm mộ cũng như giới mộ điệu xứ Trung. Phần còn lại trong hành trình game thủ của anh chàng chỉ gói gọn bằng cụm từ nước mắt. Sunning có thể thắng nhờ Sof, Bin, nhưng chắc chắn rằng Hoàng Phan sẽ luôn là nguyên nhân thất bại của đội tuyển. Mấy ai biết rằng đằng sau chàng game thủ gầy gò tự tin đó chính là một đứa trẻ mang trong mình những tổn thương, để rồi bằng ý chí và nghị lực này Hoàng Phan đã trở thành một trong những trụ cột Weibo xếp trên những The Shy hay sao. Nhưng đáng buồn thay, thứ duy nhất anh thiếu đó là sự công nhận của người hâm mộ, điều mà dường như Hoàng Phan chỉ có được duy nhất một lần trong đời. Ngôi nhà không có tiếng cười. Ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi về nhà, mẹ của Huấn Phong bảo: ở nhà mình hết tiền rồi, chỉ đủ tiền mua một cọng hành nữa mà thôi. Đó chính là lúc sự mệt mỏi trong người một cậu bé lớp 4 xuất hiện, khi cậu biết rằng mình phải đi xin tiền bố để có thể mua thức ăn nuôi sống cả mình và mẹ. Có những lần họ cãi nhau trước mặt tôi, mẹ tôi bảo tiền nhà phải làm sao, tiền sinh hoạt phải làm sao. Tôi cũng muốn trách mẹ lắm, nhưng những lúc căng thẳng thế này là đi xin tiền gã đàn ông vũ phu đó. Nhưng mẹ tôi cũng bị ép thôi. Dường như tôi như lý do cuối cùng để bà có thể gắn bó cái gia đình này. Vì thế, tôi cũng phải xin tiền bố thôi. Cho dù bị đánh đập, bị mắng chửi, thì sau cùng tôi và mẹ vẫn sẽ có tiền để tiếp tục sống. Nhiều lần, cậu dường như bị ép vào đường cùng, khi bố thì đang trút những cơn bực tức mà ông mang từ bên ngoài về. Còn Huấn Phong, vẫn ở đó, vẫn ngửa tay xin tiền để mẹ cậu có thể trang trải cuộc sống cho bà, cũng như chính bản thân cậu. Học kỳ 2 của năm lớp 6, Huấn Phong đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính thì tiếng mở cửa của mẹ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho cậu bé 12 tuổi cảm nhận được sự bất an. Mẹ đi đâu thế? Khi nào mẹ về? Mẹ cho con theo với được không? Đáp lại những câu hỏi từ phía người con đang bất an và lo sợ của mình, mẹ Huấn Phong chọn cách im lặng. Có lẽ chính cậu cũng nên vui vì bà cuối cùng cũng chọn rời đi khỏi căn nhà đó, cái căn nhà mà dường như không có nổi một tiếng cười, một mâm cơm gia đình đúng nghĩa, và đặc biệt không có chút tình thương. Từ một ngôi nhà ấm cúng, giờ đây chỉ còn một mình cậu bé Huấn Phong ở đó. 200 tệ là số tiền mà bố cậu đưa cho cậu vào nửa tháng. Số tiền không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ để một mình cậu bé trang trải cuộc sống tự lập. Nhà cửa thì bừa bộn, dường như cố gắng gấp mấy thì Huấn Phong cũng không thể che đi sự thiếu thốn bàn tay của người phụ nữ trong căn nhà. Đèn thì hỏng, thứ ánh sáng thắp sáng căn nhà mỗi buổi tối lại đến từ màn hình của chiếc máy tính cũ kỹ mà cậu sử dụng. Cậu rất yêu quý nó, phần vì nó giúp cậu quên đi thực tại đáng buồn, phần vì nó cũng giống như cậu, bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Ngày tháng tuổi trẻ cứ thế trôi qua, dần dần trong Huấn Phong cũng đã có đáp án cho câu hỏi của mẹ cậu năm xưa. Nếu bố và mẹ ly hôn, con sẽ sống cùng ai? Một mình thôi, với một chiếc máy tính, một ngôi trường học, một người bạn cùng lớp, vậy là đủ rồi. Lời hứa và quyết định cuộc đời. Chúng ta, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không ngại việc bị phụ huynh la mắng. Chỉ cần chúng ta cảm thấy vui, thì mọi luật lệ mà người lớn đặt ra chỉ như những mớ bong bóng xà phòng mà thôi. Vào một dịp Tết Nguyên Đán năm cấp 2, Hoàng Phan cùng hai người anh họ của cậu đã quyết định trải nghiệm một lần chơi nát đêm. Phần là do tính hiếu kỳ của bọn trẻ mới lớn, phần còn lại là tránh né sự đay nghiến mà gia đình bên nội đè lên đầu mỗi khi Hoàng Phan về quê. 7 giờ sáng, tiêu hết 10 tệ, tất cả ba đứa
cuốc bộ về nhà với một chiếc bụng đói mèo và cơ thể gần như kiệt sức. Trong trạng thái thao thao bất tuyệt đó, bỗng nhiên một người nói: "Một ngày nào đấy, chúng ta hãy cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp nhé." Đối với Huấn Phong, một cô bé chỉ mới rang bạc kim khi ấy, thì lời hứa đó dường như quá xa vời. Cậu chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ theo nghiệp game thủ, khi mà Huấn Phong còn phải lo toan biết bao nhiêu thứ xung quanh. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, biết bao nhiêu thứ khó khăn còn đang chồng chất với một đứa trẻ bị bố mẹ của mình bỏ rơi. Tuy nhiên, có lẽ sau một vài đêm nằm gác tay lên trán, Huấn Phong đã lấy lời nói mà người anh họ thốt lên làm lời hứa năm mới của mình. "Khi còn bé, bố mẹ tôi luôn cãi nhau ở nhà. Mẹ nói mọi lời nói của bố đều là dối trá và nhảm nhí. Rồi mẹ nói với tôi là đàn ông thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Không làm mẹ thất vọng, tôi xem lời hứa ấy như một kim chỉ nam giúp tôi vượt qua sóng gió để có thể hoàn thành nó trong suốt khoảng thời gian thời ấu." Vậy vào lúc 5 giờ sáng, Huấn Phong chơi vài trận, sau đó đạp xe đạp đến trường cùng với bạn. Buổi trưa được nghỉ ngơi 2 tiếng, Huấn Phong tranh thủ về nhà để chơi thêm 1 tiếng và sau đó quay lại trường học vào buổi chiều. Dưới cái nắng oi bức, cháy da cháy thịt, Huấn Phong vẫn mặc kệ để có thể hoàn thành lời hứa. Trở về nhà, cậu lao đầu vào đánh xếp hạng lúc 11 giờ đêm. "Cái thằng nghiện game này, tối ngày cứ dán mắt vào máy tính, tương lai không ai nuôi sống mày nổi đâu." Đối với một cậu bé cấp 2, cấp 3, vừa phải cân bằng chuyên học, luyện tập và trang trải cuộc sống là điều mà khó ai có thể tưởng tượng. Huấn Phong thì làm điều đó mỗi ngày. Cậu làm bài tập mỗi khi kết thúc buổi học chiều để có thêm nhiều thời gian rảnh chơi game vào buổi tối. Kỳ 2 năm nhất cấp 3, Huấn Phong quyết định nghỉ học. Bởi lẽ Huấn Phong dường như quá cô độc trong một môi trường mà người duy nhất hiểu cho cậu chính là cô bạn. Giờ đây cũng không còn tiếp tục giảng dạy cậu nữa. Hai người từ đó mà khó có thể gặp nhau. Để rồi Huấn Phong cảm thấy bị dồn nén quá mức và cậu dường như phát nổ và quyết định nghỉ học. Ngồi trên chuyến xe buýt trở về với ngôi nhà cũ kỹ sau cuộc tranh cãi với bạn gái về việc nghỉ học, cuối cùng Đường Huấn Phong cũng đã ra quyết định được xem là quan trọng nhất trong cuộc đời. "Quên đi thôi, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp." Có lẽ Huấn Phong đã không thực hiện được lời hứa năm xưa với người giáo viên mà anh tâm đắc nhất là cô bạn, nhưng chắc chắn đó là quyết định khiến cho Đường Huấn Phong nghèo khó đổi đời bằng chính đam mê của mình. Những ngày đầu tiên, Huấn Phong bắt đầu sự nghiệp game thủ trong áo của Wudu ở LDL từ tháng 6 năm 2018. Huấn Phong hay còn được gọi với tên in-game Hoàng Phan đã nhanh chóng cho giới chuyên môn thấy được tiềm năng của mình khi anh cùng Wudu cán đích ở vị trí thứ 3. Trong thành tích này, đáng nói nhất vẫn là đội cánh Hoàng Phan và Lê Giang, bộ đôi chủ lực ở phía Wudu. Sau mùa giải debut tương đối ấn tượng, Hoàng Phan nhận được lời mời từ Invictus Gaming Young tại LDL. Trải qua 4 mùa dưới màu áo của đội trẻ IG, Hoàng Phan có được một chiếc vô địch LDL mùa hè 2019 và có cơ hội được cọ sát với những đội tuyển mạnh khi được đôn lên đội hình chính ở NES 2019. Đó là bàn đạp không thể hoàn hảo hơn để Huấn Phong nhận được sự chú ý của hàng loạt ông lớn tại LPL, trong đó có đại gia mới nổi Sunning. Đỉnh cao sự nghiệp. Tháng 2 năm 2020, Huấn Phong đặt bút ký vào bản hợp đồng quan trọng nhất trong sự nghiệp với Sunning, đánh dấu lần đầu tiên cậu bé Huấn Phong rang bạch kim ngày nào, chính thức ra mắt đấu trường Liên minh huyền thoại số 1 Trung Quốc. Với một đội hình gần như toàn bộ tân binh trẻ, ngoại trừ Sọc, đã có ít nhiều danh tiếng. Kết thúc mùa xuân 2020, họ chỉ đạt được vị trí 13 trên 17 chung cuộc với hệ số 5-9. Không ai nghĩ rằng họ sẽ là đội tuyển mạnh của mùa hè. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ tới. Khi sinh minh hè 2020 là một con báo thật sự, chứ chẳng phải là tiểu hổ hay tiểu cường. Họ liên tiếp nằm trong top 4 đội mạnh nhất tại LPL. Sinh minh có thể không vượt qua được hai vị trí dẫn đầu quá mạnh là Jindong và Top, nhưng với phần còn lại, kể cả LGD, thì họ cũng chẳng ngán ai cả. Nhưng người lúc này chỉ nghĩ Sunning may mắn khi những đội tuyển lớn như Royal Never Give Up, Outworld hay Invictus, FunPlus Phoenix sa sút phong độ. Và cho đến khi vòng playoff bắt đầu, Sunning chẳng bước ra ánh sáng. Với vị trí top 4 mà họ đã có, Sunning ngồi sẵn tại vòng tứ kết và đợi chờ đối thủ. Không để sọt và đồng đội thất vọng, hiện tượng mới nổi Victory 5 được xác định. Sunning đem bẹp V5 3-1 để vào bán kết gặp Top. Tuy thua trắng 0-3 ngày sau đó, nhưng với việc đã vào đến tận vòng bán kết, họ có lợi thế lớn hơn so với các đội còn lại tại vòng loại khu vực để tranh vé đi chung kết thế giới. Cơ duyên đưa LGD đến với Sunning trong trận đấu quyết định tranh vị trí hạt giống số 3 ở Trung Quốc, đội đã chịu thất bại 0-3 trước Sunning trong trận tranh 3-4 trước đó. Một lần nữa, Pinet và những đồng đội bên kia chiến tuyến ngậm ngùi bị Sunning vùi dập 3-0. Chiếc vé đến chung kết thế giới cho những tân binh lần đầu bước ra đấu trường quốc tế, trừ Soa. Lothamero đưa Sunning vào bán A cùng với các đối thủ là G2, Machi và Liquid. Với bảng đấu này,
dù chuyên môn đánh giá Sunny và G2 là hai cái tên đi tiếp. Nhưng chẳng ai nghĩ đến viễn cảnh Sunny giành lấy vị trí nhất bảng, và họ đã làm được. Sunny đã cho mọi người biết thế nào là đẳng cấp khi họ định hình được lối chơi, cùng với đó là sự xuất sắc tiến bộ của từng cá nhân qua từng trận đấu. Vượt qua rào cản Jin Dong, Sunny vào bán kết hừng hực khí thế, bất chấp đối thủ của họ là Top Esports. Tất nhiên với vị thế lúc này, vẫn có người nghĩ Sunny sẽ thắng được Top, nhưng thực sự số đó không nhiều, và đó là chuyện viển vông với giới chuyên môn. Bởi lẽ trước đó, Top đã giành chiến thắng trong trận chung kết LPL và đến với chung kết thế giới 2020 với vị thế hạt giống số 1 khu vực, cũng như ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Trong một đêm huy hoàng mà những Sọc, Angel, Sọc Ark, Bin và đặc biệt là Hoàng Phan với pha sân khấu tử thần từ căn cứ đối phương đã khiến cho Top phải bất lực nhìn hạt giống số 3 phá vỡ nhà chính của mình. Đó cũng chính là lần đầu tiên và duy nhất Huấn Phong được khán giả tung hô và ca tụng bởi màn trình diễn xuất sắc. Khi LPL có đến 4 đại diện tham dự chung kết thế giới trên sân nhà, mà cả 3 đều đã bị loại, tất nhiên mọi niềm tin và hy vọng đều được đặt lên đôi vai của các chàng trai bảo vàng. Cuộc đối đầu giữa Dan Won và Sunny ghi dấu mốc 5 năm, hai khu vực Trung Hàn mới lại gặp nhau trong trận chung kết. Sự khác biệt về đẳng cấp, chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm cũng như những mối lương duyên ngoài đời đều dồn vào loạt BO5 này. Và thực tế chứng minh điều đó hoàn toàn đúng, khi các chàng trai từ Hàn Quốc đã góp phần giúp Sunny trở lại mặt đất, bất chấp việc Dan Won vẫn phải về nước. Thì số 1-3 phản ánh đúng điều đó. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những thành viên Sunny khi họ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường theo một cách không thể đau đớn hơn. Nhưng đâu đó, ta vẫn thấy được tiềm năng mà những tuyển thủ Sunny mang lại là cực kỳ lớn và đáng để người hâm mộ kỳ vọng, đặc biệt là sao thủ Hoàng Phan. Chính anh là ngôi sao sáng trong hành trình kỳ diệu nhưng có kết cục buồn này của bầy sư tử. Trở lại mặt đất. Trở về sau chiến tích Á quân chung kết thế giới 2020, Sunny nhanh chóng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại LPL mùa xuân 2021. Nhưng đáng tiếc thay, mất đi Sọc Ác, Sunny như rắn mất đầu và lao dốc không phanh. Pin, Sọc, Angel thi đấu bất ổn, On thì quá non trẻ, nhưng như Sunny trong thời gian dài đã sống trên vai sao thủ Hoàng Phan. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh lại không được người hâm mộ nhìn nhận đúng nghĩa khi luôn réo tên mỗi khi Sunny nhận thất bại. Danh hiệu Á quân chung kết thế giới như con dao hai lưỡi đang dần dần bóp nghẹt chính bản thân Huấn Phong. Thất bại trong chiến dịch LPL trong suốt năm 2021 khi không thể tiến sâu giai đoạn playoff, Sunny nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Như một điều hiển nhiên, cái được chọn để tế sống cho thành tích thất vọng đó không ai khác ngoài Huấn Phong. Cứ thấy anh là một người đào hoa ở bên ngoài, nhưng thể thao đơn giản chỉ là thể thao. Một khi đã đeo tai nghe, cắm bàn phím thì tất cả mọi tuyển thủ đều như nhau, đều sẵn sàng làm mọi thứ để có được chiến thắng. Tiếp tục tiến về phía trước, Sunny đổi tên thành Weibo. Và vấn đề nhân sự của đại gia mới nổi LPL đã khiến cho truyền thông Trung Quốc tốn không ít giấy mực. Cuối cùng, sư phụ vụ của Top God, The Shy, Weibo được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại LPL 2022. Tuy có cánh trên gồm The Shy, Sof cực kỳ mạnh, nhưng có thể nói rằng Hoàng Phan mới là tuyển thủ quan trọng nhất bên phía Weibo. Không được ca tụng như The Shy, không được yêu thích như Sof, lại càng không được gọi tên nhiều như Angel. Huấn Phong chỉ biết âm thầm làm tròn vai trò, điều mà không phải lúc nào những The Shy hay Sof có thể làm tốt ở tất cả các trận đấu. Không ngoa khi nói Hoàng Phan chính là tuyển thủ quan trọng nhất về Weibo thời điểm hiện tại. Dù có những ồn ào từ nãy bên ngoài, Hoàng Phan vẫn là Hoàng Phan. Đường ca lúc nào cũng có thể bước ra ánh sáng và thi đấu xuất sắc. Sự tự tin đó không chỉ thể hiện qua đôi mắt, lời nói mà cả trong lối chơi của cậu. Chỉ cần được thi đấu liên minh huyền thoại, tất cả mọi thứ bên ngoài của Hoàng Phan đều trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ một khi đã yêu thì Hoàng Phan sẵn sàng yêu công việc của mình bằng cả trái tim. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.